cá coi. Thương con cá coi. Yes. À, xong con bot. Namitaro, trời cá vàng mắt đỏ khủng vậy ta. Chào các bạn, lại là mình đây. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phụ kiện mới dành riêng cho Nintendo Switch. Và đó chính là Fishing Star World Tour. Và cùng đón xem là bộ phụ kiện này có gì hot nhé. Như các bạn thấy thì bộ phụ kiện này sẽ bao gồm thẻ game Fishing Star World Tour và một cái cần câu giả lập như thế này. Để chơi bằng cái cần câu giả lập này thì các bạn cần phải có hai cái Joy-Con để gắn vào. Thì ở đầu bên dưới cái cần câu thì các bạn gắn cái Joy-Con cộng, còn ở phần đầu xoay ngang thì các bạn sẽ gắn Joy-Con trừ. Đối với những bạn đang sở hữu Switch Lite thì vẫn có thể chơi được tựa game này. Nhưng nếu bạn muốn trải nghiệm về cái cần câu giả lập này thì các bạn cần phải mua thêm hai chiếc Joy-Con khác để kết nối vào máy. Các bạn có thể chơi game này trực tiếp ở trên máy, hoặc là nếu bạn muốn có một cảm giác chơi game chân thật hơn, sướng hơn thì các bạn có thể kết nối máy với màn hình TV. Còn bây giờ thì mình sẽ chơi thử cho các bạn xem nhé. Mày thoát cái ta đâu. Ê, từ từ mình bước về, mình bước về. Cá coi. Con cá coi. Không biết đi câu ở ngoài đời có phải dày không ta, hay là nó vậy nhưng mà nó không phải là giật giật gì đâu. Đi câu ngoài đời phải đợi cá lên. Ờ, phải đợi chứ. Đợi cũng lâu luôn á, phải đùa đó. Game này qua mổ màng, các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ cho bạn cái cần câu, móc câu và cái roller mới để phục vụ cho việc bắt của bạn dễ dàng hơn. Ồ, bên kia có con cá nhảy lên kìa. Kéo cần vô. Thôi dẹp đi, không còn chỗ này nữa. Ồ, có bốt. Câu cá cũng có bốt nữa. Namitaro. Con này có vẻ rất là khó bắt. Nó rùng á. Nó rùng. Canh canh, bốt cái hướng này, cái hướng của cái màn hình. Nè. Chúng ta sẽ có một món mới. Ok. Đó, con bốt này giữa hồ luôn kìa các bạn. Đó, bốt vô. Cắn bạn ơi. Cắn này. Đúng rồi. Rồi canh ở giữa. Phải canh ở giữa hả? Chơi mỏi tay rồi luôn á. Chơi xong có cơ tay khỏi đi cặp gym.
Ơi, chị em ơi, đừng khó quá. Khó quá sao anh chơi? Đừng. Ok. Sắp rồi. Ê, đừng. Trời, mà công nhận chế thế này hay thiệt hơn. Con này mạnh quá. Nó kéo dây muốn điên luôn á. Khỏe quá vậy. Không nha. Ê, không được. Ui. Yes. Hướng ngược lại, cái hướng cái mặt cái cần xanh xanh nó hay nó nháo không? Hay nó nháo vào không? Có được đâu. Hồi nãy em làm được một lần. Con này con gì vậy? À, xong con bốt. Namitaro, trời cá vàng mắt đỏ khủng vậy ta. 2m8, 81kg. Trời má con cá này mình bắt về. Ở nhà mình ăn cũng được. Ôi mỏi hết cái tay. Làm một lần cho coi, thiệt luôn. Trời hồi nãy em làm dính một lần mà. Em biết sao nào dính, tại vì nó hiện cái nhám đây, em toàn quay hôm nay không à. Thì làm sao mà em quất bên đây mà. Coi làm. Ủa. Chết. Nó hơi xa lệch. Trời ơi, gãy móng luôn. Vô tâm giữa thì sao? Vô tâm giữa chứ. Anh câu luôn. Ủa. Hay anh cắt cái vô liền luôn. Anh bắn cái vô liền luôn. Gì má gì vậy trời? Ôi gì vậy trời? Trời không độ em độ thôi, anh. Thôi mệt quá không chơi nữa. Dẹp đi đóng má dẹp xong. Giờ nữa. Gì vậy trời? Mình vô mình quất cái một bắt được liền luôn. Đó là trải nghiệm của bọn mình sau khi chơi xong bộ game Fishing Star World Tour. Còn các bạn thì sao? Hãy comment ngay bên dưới cho bọn mình biết nhé. Và tất cả sản phẩm đều đã có sẵn tại Halo. Và đương nhiên sẽ để link dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Halo Shop để cập nhật được những video mới nhất nhé.